cái khóa rất là đơn giản như này thôi. Nhưng mà khi đấy, cái cửa này thì mình làm rộng đã như này để có thể phòng khi mà hỏa hoạn có thể xảy ra. Cứ vài tháng, ông Thực lại kiểm tra ổ khóa cửa thoát hiểm ở lồng sắt ban công mỗi tầng. Thời gian này thời tiết hanh khô, việc này lại càng được ông chú trọng hơn. Từ khi được chính quyền vận động, gia đình ông cũng như phần lớn các hộ ở phố Thuốc Bắc đã chủ động mở những lối thoát nạn hay thậm chí là dỡ bỏ các lồng sắt. Gia đình nhà mình thì vừa ở vừa kinh doanh bán hàng, cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là cái cửa sổ này là cực kỳ cần thiết. Trong trường hợp mà hỏa hoạn có thể xảy ra thì gia đình nhà mình có thể tự đầu tiên là có thể có một cái chỗ để mà thoát hiểm nữa. Với những cái hộ mà phá dỡ cái lồng sắt chuồng cọp thì để có những hộ khó khăn thì chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ nhất định cho công tác là tháo dỡ này, để kinh phí phần nhất định. Không chỉ mở lối thoát nạn, chính quyền quận Hoàn Kiếm còn vận động hỗ trợ mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy cũng như bố trí bình chữa cháy tại các điểm công cộng. Thống kê trên địa bàn phường Hàng Bài, khoảng 80% các hộ gia đình đều có tối thiểu một bình phòng cháy chữa cháy. Tại những con ngõ sâu nhỏ hay những hành lang đi chung như thế này thì trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện có hơn 1.000 điểm được trang bị những bình chữa cháy công cộng như thế này để người dân kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Gần đây nhất, một sự cố cháy nổ xảy ra tại phố Lò Rèn đã được chính người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ xử lý dập tắt kịp thời bằng kỹ năng bình chữa cháy trang bị trước đó. Vào đấy nhìn thấy tài sản gần đám cháy thì chúng tôi đã kéo ra cái tài sản, sợ là nó phát nổ vào những cái xe máy. Thế sau khi kéo được cái tài sản nó ra xong thì anh em tất bên ngoài là dùng các cái bình bọt do chính quyền phường đã trang bị cho để là dập tắt ngay tại chỗ ngay. Mới đây, quận Hoàn Kiếm tiếp tục ra mắt mô hình hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để nhanh chóng xử lý khi có sự cố xảy ra. Người dân phải vừa là lực lượng chỉ huy, vừa là lực lượng tại chỗ để sẵn sàng thực hiện các cái phương án phòng cháy chữa cháy khi cần thiết. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, để đảm bảo an toàn cho người dân, quận dự kiến sẽ triển khai đồng bộ mô hình này trên địa bàn 18 phường. Từng tổ dân phố, khu dân cư, khu tập thể đều được thiết lập mô hình hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.